Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về trên tay được một chiếc đồng hồ thuộc dòng Kemin Destroyless của Tissot và mình sẽ cùng mở hộp trên tay cho anh em. Chiếc này của mình là có size là 42mm các bạn nhé. Sẽ dành cho anh em nào mà tay to to một chút đeo sẽ rất là đẹp. Và chiếc này thì nó sẽ có mặt dial màu nâu trên cái nền thân thép và được mạ rose gold. Đó. Đây, ở đằng sau đây. Và đây là chiếc Tissot mình muốn show đến anh em. Nhìn ngoài thì khá là đã đấy các bạn. Vì chiếc này có một cái mặt chải tia màu gray rất đẹp. Đó. Chúng ta có logo Tissot 1853. Và ở dưới này chúng ta sẽ có dòng chữ là Kemin Destroyless Pragmatic 80. Dòng Kemin Destroyless thì được định hình phân khúc là cao hơn. Có những cái model cao hơn dòng Luxury. Tuy nhiên cũng có những cái model mà dưới giá dòng Luxury. Cho nên là nếu mà về thì hai phân khúc đó, hai model đó nó ngang ngang nhau. Kemin Destroyless thì được làm theo cái phong cách gọi là lịch lãm, lịch sự, dây da nhiều. Và nó khác với dòng Luxury thì nhìn nó hơi bị thể thao hơn một chút và nó nam tính hơn. Mẫu này thì có thể gọi là trên cái dòng Lurlock. Nếu như các bạn mua dòng Lurlock thì muốn mua trên dòng đó thì các bạn có thể xem cái dòng là Kemin Destroyless này. Chúng ta có một chiếc đồng hồ với mặt dial là 42mm. Ở góc chúng ta sẽ có là 12 cọc số với vị trí 6 giờ và 12 giờ của chúng ta là cọc số là Arabic. Còn 10 vị trí còn lại của chúng ta là cọc số vạch. Những cái cọc số vạch được vát kim cương rất là đẹp và bắt sáng rất là tốt. Mặt dial của chúng ta được làm màu gray và được trải tia sunburst. Ở góc 6 giờ phía trên cọc số của chúng ta thì sẽ là ô lịch ngày. Vì chiếc này là có mặt dial là 42mm và làm khá là tràn viền cho nên nó sẽ có nhiều cái không gian để Tissot có thể là đưa vào để cho cái thiết kế nó cân đối hơn, hài hòa hơn. Ví dụ như là cái ô lịch này. Thông thường là nhiều hãng người ta sẽ sử dụng cái ô lịch để thay thế luôn cọc số 6 giờ. Tuy nhiên Tissot thì không làm vậy, vẫn giữ nguyên cả hai cái. Ở phía ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái vòng chia 60 phút và vòng này thì được làm với cái design khác hẳn so với cái lòng trong. Đó, và các bạn có thể thấy là dưới mọi góc độ thì cái mặt gray trải tia này nó rất là ảo các bạn nhé. Những góc độ nó đen này, đó, những góc độ nó sáng lên thì nhìn rất là đẹp. Màu gray kết hợp với màu rose gold là một trong những cái thiết kế đặc trưng mà chúng ta thường thấy trên những cái dòng sản phẩm của Thụy Sĩ. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính của Tissot với logo chữ T ở phía trên và hai bề phần thân bên của chúng ta thì sẽ được làm phay sức dọc. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có bộ máy Powermatic trừ danh của Tissot. Bộ máy có 23 chân kính 80 Z-Code và 21.600 bph. Bộ máy này là bộ máy ETA C07. Đó, đây là một trong những bộ máy rất là quen thuộc rồi mà Tissot sử dụng trên đa phần các cái dòng sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy ở đây là thân thép không gỉ này, kính sapphire này, độ chống nước của chiếc này là 5350M và serial number cũng như là dòng logo Tissot 1853 ở phía trên. Toàn bộ phần thân của chúng ta thì được mạ vàng rose gold theo công nghệ PVD. Sợi dây đi kèm của chúng ta là sợi dây da dập vân cá sấu và khá là cứng. Nếu như anh em có điều kiện thì nên thay luôn một sợi dây handmade thì đeo sẽ thích tay hơn. Chúng ta sẽ có ở đây là khóa gập đôi của Tissot, khóa gập thường thấy của chúng ta trên thấy những dòng sản phẩm của Tissot. Và trên chiếc này thì nó cũng được mạ màu rose gold giống như là ở trên cái mặt dial của chúng ta. Đó. Do mẫu này có size 42mm cho nên là nó sẽ phù hợp với tay anh em nên có tay to một chút, khoảng tầm 16.5 thì chúng ta đeo chiếc này thì sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Nếu như chúng ta tay khoảng 15 mấy thì chúng ta không nên đeo dòng sản phẩm này. Đó. Sản phẩm này bên mình đang bán với giá là 15.500.000. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Tissot này có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.